đẹp nhưng mà chưa đẹp bằng cái 20. Cũng là ấy rồi. Cái này chỉ đẹp đến 20 thôi. Chỉ đẹp đến 20 các bác nhỉ. Giá đầu buổi sáng nhà anh Hải Luyến tại trên cầu Chét đấy. Ngày 31 tháng 5 nhé. Chỉ đẹp đến 20 là như vậy. Tức là giá được chốt được đến 20 đấy. Thì khi xem video các anh chị nhớ để lại cho em một lượt like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Về giá vải thì U Hồng Thanh Hà đấy nhỉ? Đấy. Thanh Hà đang nhặt đấy. À, Thanh Hà bên này các bác nhé, và U Hồng bên này. Đấy. Sọt này của bác đang là 20k các bác ạ. Đấy, U Hồng này. Quả nó đẹp. Được bao nhiêu rồi anh em? 22 à? Đâu xem vé xem có chốt chưa? 22 vẫn đang lưỡng lự các bác ạ. Đây, bán. 22k chưa muốn bán đấy. Đây đây, đây lưỡng lự. Đây, vải 22k đấy các bác. Thanh Hà. Đây, do tùy thôi đúng nhỉ. Nếu mà bán thì có thể là giá trả 22 này, chưa bán thì nếu mà lưỡng lự thì đi đúng nhỉ. Đi thì một là có thể rẻ hơn, hai là có thể đắt hơn đúng nhỉ. Như vậy thôi. Rất đơn giản. Cao nhất bao nhiêu anh? Ở dưới cao thì nó vô cùng, nhưng ở từ đây nhé, từ đây xuống cổng chợ Thủy Điền ấy, nhà ông Huyên cũng mua được đến 25, đẹp 25, 27, còn dưới cổng Làng Áp đẹp đến 30 cơ. Nhưng mà cơ bản là phải vải của mình thì cứ tầm cỡ như nào. Đi thì một là rẻ hơn, hai đắt hơn đấy. Đấy, có chốt bán không? Có thể mạnh dạn có thể đi. Đấy, hỏi giá các bác ạ. Các bà con là nó sọt 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 tung là bán xong rồi nhá. Có bán không anh em? Anh em? Ờ, thế à? Vẫn hồng, sọt này xem được bao nhiêu con nhé. Sọt này bao nhiêu anh? 22 à? 22k. 22 cân quả nó đâu? Vé đây à? Đây, à 24. Đây U Hồng 24 các bác ạ. Đây nhé. Đấy, chứ không phải là 22 đâu. Anh cho lên đỉnh đi. U Hồng to đẹp thì vẫn có giá các bác nhé. Tóm lại là vải đẹp nào thì giá cũng rất là đỉnh luôn. Đây anh ơi. Quá cân. hai trăm bảy mươi cân cái lồ này các bác, giá 24 nhé, chưa nhập bì, chưa gọi là xong này. Đây của bác cái đây. Đây còn 268 mới cộng nhập với anh cộng đi. Đây, còn vải phía trong này đã mua được rồi các bác ạ. 6 giờ 15 phút, vải toàn trên 20 hết các bác nhé. U Hồng còn Thanh Hà ở phía bên này đấy. Thanh Hà nó rực tật đấy, cái quay nó đỏ rực luôn đấy. Còn bên này có một ít u trứng này các bác này. Đây vải u trứng tròn này. Đấy, u trứng quả nó tròn xe này. Qua này thì lại giá không cao bằng này. Nhìn thế này nhưng mà giá lại không cao bằng U Hồng và Thanh Hà nhé. Đấy, quả nó đỏ như thế này các bác. Đỏ này, các bác nhìn này. Rất đỏ luôn. Đẹp thật.
quả nó toàn quả nó thế này. Giá được bao nhiêu anh? 16 rồi. À 16 à? Có giá 24, có giá 16 anh vẫn thu hồng này con. Tiền được bao nhiêu? Vâng. Cái hàng đó ạ? Dạ. Không cần ạ. Đây nó vẫn cần mà. Đâu, chủ hàng đâu? Chủ hàng kia đang gọi kia. Đang mất chiếc tiền đấy. Ừ, bên kia có sọt Thanh Hà đỏ. Đây xem là giá cả được trả bao nhiêu nhé. Thanh Hà này được bao nhiêu hả em? 25 à? 25k thu hồng đấy. Vào cân bán vải thì cân xong đặt ra tính tiền đấy nhỉ, khâu tính tiền là cái khâu cuối cùng, gọi là thích nhất của mỗi bà con. 25k đó. Nên cái việc mua hàng này thì trả giá là do người gọi hàng các bác nhé, giá cả thế nào là do người gọi hàng. Nhưng cơ bản là người ta trả giá thì cũng mắt thì cũng trả rất là chuẩn các bác ạ. Xe mua tăng bo đây. Để lên phía trên này, cửa cân này nhà A Lăng trong cân thế nào nhé. Những cái hàng này thì không được vào đây được các bạn, không vào đây được vì nó hơi xấu, hơi xanh này. Của anh em được bao nhiêu đấy? 26 đây anh ạ. 26 à? Ơ, thử xem vé này. 26k. Thanh Hà các bác nhé. Đây. Nói chung là giá Thanh Hà như vậy là cũng ổn như vậy các bác. Rất là được đấy. Sát giá 30.000 ở trên này nhé. Đấy thì gửi đến anh chị một chút cái tình hình mua bán vải tại cầu Chét nhé. Đây là những cái cửa mà cân giá tương đối là cao và được đấy, giá là tương đối cao các bạn ạ. Vải là gọi là vải vải hàng đẹp đấy. Để còn thì không biết là giá vải tại khu Tân Mộc, hôm qua Tân Mộc thì báo là trên 30.000 đấy, trên dưới 30.000. Kép Hồng Giang, Phượng Sơn đúng không nhỉ, hàng đẹp như thế nào thì các bác có thể comment, nếu xem được video các bác comment lên ở phía anh em trên này chúng em có thể tham khảo cập nhật nhé. Đấy thì tình hình giá vải là như vậy. Đấy thì hàng đẹp thì em xin nhắc lại là như vậy, còn hàng xấu thì sẽ thấp hơn nhé, dưới 20.000, mười mấy nghìn nhé. Thì xin cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Khi xem video thì các anh chị nhớ không quên để lại một lượt like, chia sẻ cũng như là cập nhật, chia sẻ cũng như đăng ký để cập nhật cái video mới nhất.